Phật nói kinh công đức ruộng phước. Dịch giả: từ Phạn ngữ sang Hán ngữ, Sa môn Pháp Lập và Pháp Cự đời Tây Tấn, năm 265-317. Từ Hán ngữ sang Việt ngữ, Thiền sinh Thích Tuệ Thông. Lời tựa: là người, ai ai cũng mong muốn cho mình có cơm ăn áo mặc, khỏe mạnh sống lâu, gia đình hạnh phúc. Hay hơn thế nữa, lại cũng được phú quý, vinh hoa, sở cầu như ý, vân vân. Nhưng cũng có khi do thiếu niềm tin và lý trí, không biết nhân quả, thiện ác. Muốn vươn lên mà lại đi xuống, muốn hạnh phúc nhưng lại dấn sâu vào con đường khổ đau, muốn bình an mà lại tạo bất an. Hoặc cũng có người có chút ít niềm tin nơi nhân quả, ưa làm phước thiện nhưng chẳng biết rồi sẽ ra sao. Hay có người lại cam chịu cuộc đời theo số mệnh, mất đi sự tự chủ mà không biết vươn lên. Ta là nhân tố quyết định số phận của chính mình. Chúng tôi hữu duyên được đọc trong Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh, quyển thứ 16, gặp cuốn Phật Thuyết Chư Công Đức Phước Điền Kinh. Thật như ngọn đuốc soi đường trong đêm dài tăm tối, giúp cho chúng ta thấu rõ nhân quả thiện ác. Đồng thời, bài kinh này không những giúp cho chúng ta tin sâu nhân quả, vui trong thiện nghiệp, mà còn là nhân tố lành khiến cho chúng ta đời đời sinh ra đều được gặp Tam Bảo. Nếu tiến tu thêm, dần dần sẽ thành Phật Đạo, dù bắt đầu chỉ từ những việc làm phước nhỏ nhoi mà thôi. Vì thế, chúng tôi phát tâm dịch sang Việt ngữ với tên kinh là Phật Nói Các Công Đức Của Ruộng Phước, để kết duyên lành với những ai hữu duyên được đọc đến. Thế nhưng, vì khả năng có hạn, không sao tránh khỏi những lỗi lầm trong khi dịch thuật. Chỉ kính mong các bậc thiện hữu tri thức từ bi chỉ giáo để lần tái bản sau được hoàn hảo hơn. Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng, năm 2013. Kính ghi Thích Tuệ Thông. Phật nói kinh công đức ruộng phước. Tôi nghe như vậy. Một thuở nọ, Phật ở vườn ông Cấp Cô Độc, rừng cây Thái Tử Kỳ Đà thuộc nước Xá Vệ, cùng với 1.250 vị tỳ kheo, một vạn vị Bồ Tát, vô số đại chúng vây quanh nghe Phật thuyết pháp. Bấy giờ, trời Đế Thích cùng với các thiên tử trời dục giới, gồm có 3.200 vị, mỗi vị mang theo nhiều người tùy tùng không thể đếm hết, đi đến chỗ Phật, đầu lễ sát đất, xong đều ngồi sang một bên. Bấy giờ, trời Đế Thích quán sát toàn chúng đã ngồi an định, bèn nương thần lực Phật, từ chỗ ngồi đứng dậy, chỉnh y phục đảnh lễ, quỳ gối chắp tay mà bạch Thế Tôn rằng: con có điều muốn thưa hỏi, cúi xin Thế Tôn giảng dạy để làm khuôn phép cho đời. Phật bảo trời Đế Thích: dĩ như ngôi nhà tối tăm, chẳng cầu có đèn sáng thì đâu thấy được vật gì. Lành thay lời hỏi này, ta sẽ vì ông phân biệt nói rõ. Trời Đế Thích bạch Phật rằng: nói về người gieo trồng phước đức, muốn cầu phước báo, có ruộng tốt nào gieo giống vào được quả báo vô hạn? Trồng một chút ít gốc phước đức mà thu được phước vô lượng chăng? Cúi xin Thế Tôn mở bài ban bố lời huấn từ, khiến cho những kẻ ngu mê này được phước báo vô lượng. Thế Tôn khen rằng: thích thú thay Thiên Đế, khởi ý hỏi pháp vô thượng. Ông hãy lắng nghe và khéo suy nghĩ, ta sẽ giảng dạy đầy đủ khiến ông được hoan hỷ. Vua trời Đế Thích cùng với đại chúng vâng lời Phật dạy mà lắng nghe. Phật bảo vua trời rằng: trong chúng tăng có năm đức thanh tịnh gọi là ruộng phước. Cúng dường chúng tăng sẽ được nhiều phước, tu tiến thêm có thể thành Phật. Những gì gọi là năm? Một là phát tâm ra khỏi nhà thế tục,
vì trong lòng kính mến đạo đức. 2. Là hủy hoại thân hình đẹp của mình vì ưa thích mặc pháp phục, tức áo hoại sắc. 3. Là cắt đứt tình thương yêu người thân vì xem mọi người đều là thân thuộc. 4. Là xả bỏ thân mạng vì thích làm các việc lành. 5. Là quyết chí cầu pháp đại thừa vì muốn cứu độ tất cả chúng sinh. Tăng do có năm đức tính này nên gọi là ruộng phước, là tốt đẹp, là không bị hoại nhanh, cúng dường được nhiều phước, khó lấy vật gì để so sánh. Bây giờ Thế Tôn liền nói kệ rằng: hủy hình giữ khí tiết, cắt ái không người thân, xuất gia hoằng đạo thánh, nguyện độ khắp thế nhân, năm đức dược thế gian, gọi là ruộng phước tốt, cúng dường mãi an vui, phước ấy quý bậc nhất. Phật bảo Đế Thích: lại có bảy pháp bố thí rộng rãi gọi là ruộng phước. Người thực hành được phước liền sinh trời Phạm Thiên. Những gì là bảy? 1. Là xây dựng chùa tháp thờ Phật và lầu gác phòng ốc cho chúng tăng ở. 2. Là dựng lập vườn cây ăn trái, ao tắm, cây cối trong sạch mát mẻ để phục vụ mọi người. 3. Là thường bố thí thuốc thang chữa trị cứu giúp những người tật bệnh. 4. Là làm thuyền bền chắc đưa đón nhân dân qua lại trên sông. 5. Là lắp đặt cầu cống giúp người gầy yếu đi qua lại được thuận lợi. 6. Là gần đường đào giếng để người khát nước mỏi mệt được uống. 7. Là tạo lập nhà vệ sinh đặt chỗ tiện lợi. Đó là bảy việc người thực hành được nhiều phước, mạng chung sinh lên cõi trời Phạm Thiên. Bây giờ Thế Tôn liền nói kệ rằng: dựng tháp lập tăng đường, vườn cây nơi mát mẻ, cho thuốc cứu người bệnh, cầu thuyền giúp nhân dân, bên đường làm giếng tốt, người khác được tiện dùng, sinh ra ăn cam lồ, không bệnh thường an ổn, nhà vệ sinh chỗ sạch, trừ uế được nhẹ vui, sau không bệnh bất tiện, chẳng gặp chỗ xấu nhơ, dĩ như nước năm sông, ngày đêm chảy không dừng, phước này cũng như thế, chết được sinh Phạm Thiên. Bây giờ, từ trong giữa đại chúng, có một vị tỳ kheo tên là Thính Thông. Nghe pháp vui mừng, liền từ chỗ ngồi đứng dậy hướng về Phật đảnh lễ, quỳ gối chắp tay bạch Thế Tôn rằng: lời Phật dạy là chân thật, đem đến lợi ích lớn vô lượng. Vì cớ sao? Con nhớ kiếp quá khứ cách đây vô số đời, con sinh ra ở nước Ba La Nại, làm con của nhà trưởng giả. Ở bên đường lớn, con làm một tỉnh xá nhỏ, sắm sửa giường nằm, nước uống, lương thực, cung cấp cho chúng tăng. Người đi đường mệt mỏi cũng được có chỗ dừng lại nghỉ ngơi. Nhờ công đức này, sau khi mạng chung, con được sinh lên cõi trời làm Thiên Đế Thích. Sau đó, sinh xuống nhân gian làm Chuyển Luân Thánh Vương, đến 36 lần lãnh đạo trời người. Dưới chân con mọc một lớp lông, đi được trong hư không mà dạo chơi. Trải qua 91 kiếp, ăn uống nhờ phước tự nhiên. Nay gặp Thế Tôn, nhìn lại chúng sinh si mê chấp ngã. Riêng con được an lạc là nhờ trí tuệ đoạn dứt mầm sinh tử, hiệu là chân nhân. Bây giờ, Thính Thông liền nói kệ rằng: nghĩ nhớ đời quá khứ, cúng dường chỉ ít thôi, quả báo nhiều kiếp nối. Phước thừa gặp Thế Tôn, trí sáng đoạn sinh tử, si ái nhiễm không còn, ân Phật tỏa cùng khắp, do đó con tìm về. Bây giờ, Thính Thông đảnh lễ Phật xong, trở về chỗ ngồi.
lại có một vị tỳ kheo tên là Bạc Câu La từ chỗ ngồi đứng dậy, chỉnh y phục rồi đảnh lễ, chắp tay quỳ gối bạch Thế Tôn rằng: Con nhớ kiếp quá khứ sinh ra trong nước Câu Di Na Kiệt, làm con của ông trưởng giả. Thời bấy giờ không còn Phật, chỉ có chúng tăng giáo hóa mở đại hội thuyết pháp. Con đi qua đó nghe giảng kinh, lòng con hoan hỷ, bèn cầm một quả thuốc tên là Ha Lê Lặc dâng cúng lên chúng tăng. Do quả báo này, sau khi mạng chung được sinh cõi trời, sau đó sinh xuống nhân gian luôn được ở chỗ tôn quý, đoan chánh tài giỏi hơn hẳn mọi người. Trải qua 91 kiếp chưa từng có bệnh. Phước còn thừa nên gặp Phật soi sáng dẫn đường cho con hết ngu si, truyền cho con pháp dược, cho đến khế hợp được với chân lý, sức mạnh có thể dời những ngọn núi, trí huệ hay tiêu trừ các điều ác. Lành thay, phước báo đúng là chân lý. Bấy giờ, Bạc Câu La liền nói kệ rằng: Nước từ bi thấm nhuần khô héo, công đức lành khổ nạn vượt qua. Gốc thiện chỉ có một quả thuốc, hưởng phước dư thừa đến ngày nay. Phật dạy nghĩa lý rất chân thật, phước điền tối thượng con nương về. Bấy giờ, Bạc Câu La đảnh lễ Phật xong trở về chỗ ngồi. Lại có một tỳ kheo tên là Tu Đà Gia liền từ chỗ ngồi đứng dậy, chỉnh y phục rồi đảnh lễ, quỳ gối chắp tay bạch Thế Tôn rằng: Con tự nhớ lại đời trước sinh ra tại nước Duy Gia Ly, làm con của một gia đình nhỏ. Lúc bấy giờ không có Phật, chỉ còn chúng tăng đi giáo hóa. Khi ấy con mang sữa đặc vào chợ định bán, thì gặp chúng tăng đang mở đại hội giảng pháp. Con qua đó đứng nghe. Lời pháp vi diệu, nghe rồi tâm con hoan hỷ, liền cầm bình sữa cúng dường lên chúng tăng. Chúng tăng chú nguyện nên lòng con càng vui vẻ hân hoan. Do phước báo ấy, sau khi mạng chung được sinh lên cõi trời. Kế đó, sinh xuống nhân gian, tiền của vô hạn. Trong 91 kiếp giàu có tôn vinh. Sau cùng, do tội lỗi còn sót nên sinh ra nơi thế gian. Người mẹ mang thai vài tháng, bị bệnh liền chết. Chôn mẹ trong phần mộ đủ tháng mới sinh ra con. Trong mộ 7 năm, con uống sữa của người mẹ đã chết để tự nuôi sống. Còn một ít phước nên được gặp Phật khai pháp sáng tỏ, vượt qua sống chết, đến chỗ chân thật. Vi tế thay, tội phước đúng như lời Phật dạy. Bấy giờ Tu Đà Gia liền nói kệ rằng: Đời trước làm con gia đình nhỏ, bán sữa ngoài chợ để nuôi thân, cúng dường chút ít lòng hoan hỷ, nhờ đó được thoát khổ ba đường. Vì còn sót tội sinh trong mộ, uống sữa mẹ chết sống 7 năm. Nhờ tạo duyên lành được giải thoát, nhất tâm quy mạng thánh phước điền. Bấy giờ Tu Đà Gia lễ Phật xong trở về chỗ ngồi. Lại có tỳ kheo tên là A Nan liền từ chỗ ngồi đứng dậy, chỉnh y đảnh lễ, quỳ gối chắp tay bạch Thế Tôn rằng: Con nhớ kiếp quá khứ sinh trong nước La Duyệt Kỳ, làm con của dân thường, thân bị bệnh ác, điều trị mãi mà không hết bệnh. Con có bạn thân là đạo nhân đến nói với con rằng: Anh nên tắm rửa chúng tăng, lấy nước tắm ấy để rửa vết lở, bệnh liền trừ hết, lại còn có thể tăng phước. Con liền hoan hỷ đi đến ngôi chùa kia, hết lòng thành kính, lại cho đào giếng mới, mua sắm dầu thơm, xà phòng vân vân đầy đủ để chúng tăng tắm rửa, rồi dùng nước tắm ấy tẩy rửa vết thương. Chẳng bao lâu bệnh được hết hẳn. Do nhân duyên này, thân con sinh ra đều được đoan chánh, sắc vàng rực rỡ, chẳng dính bụi trần. Trong 91 kiếp thường được phước trong sạch, chư tăng rộng tâm hóa độ, nay lại gặp Phật, tâm nhơ tiêu diệt, được đến chỗ chân thật. A Nan ở trước Phật liền nói kệ rằng: Thánh chúng là lương y, cứu giúp họa khổ não, cúng dường nước tắm tăng,
bệnh hết được an ổn. Sinh ra thường trang nghiêm, thù thắng màu vàng tía, đức nhuận không mé bờ, quy mạng phước điền tốt. A Nan lễ Phật xong trở về chỗ ngồi. Bây giờ trong chúng có một tỳ kheo ni tên là Nại Nữ, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, chỉnh y đảnh lễ, quỳ gối chắp tay bạch Thế Tôn rằng: Con nhớ kiếp trước sinh ra ở nước Ba La Nại làm người con gái nghèo. Bây giờ có Phật hiệu là Ca Diếp thường thuyết pháp đại chúng vây quanh. Bây giờ con ở dưới tòa nghe kinh tâm sinh hoan hỷ, ý muốn bố thí. Xét lại mình không có vật gì, tự nghĩ nghèo hèn, tâm khởi buồn than. Sau đó đi đến vườn cây kia xin một quả dưa đem dâng cúng Phật. Bây giờ người ta cho con một quả nại to lớn thơm ngon. Con dâng lên quả nại và một cái bát để chứa nước quả nại cúng Phật Ca Diếp và chúng tăng. Phật biết con có lòng chí thành, bèn chú nguyện rồi nhận. Phân phát nước quả nại khắp hết tất cả tăng chúng. Do phước báo này, sau khi mạng chung, con được sinh lên cõi trời, làm hoàng hậu của vua trời. Sau đó, sinh xuống nhân gian, không vào trong bào thai. Trải qua 91 kiếp sinh ra từ hoa nại, đoan chánh sạch đẹp, thường biết rõ kiếp trước. Nay gặp Thế Tôn khai thị đạo nhãn. Bây giờ, Nại Nữ liền nói kệ rằng: Lòng từ Phật thấm nhuần khắp cả, trí tuệ độ không phân nữ nam. Nước dưa cúng dường phước báo rộng, do đó được lìa các nạn tai. Chào đời sinh ra từ hoa nại, sinh lên trời làm vợ thiên dương. Quy mạng thánh chúng thường cứu giúp, ruộng phước lành quả thật thâm sâu. Tỳ kheo ni Nại Nữ lễ Phật xong trở về chỗ ngồi. Bây giờ Trời Đế Thích liền từ chỗ ngồi đứng dậy, hướng về Phật đảnh lễ, bạch Thế Tôn rằng: Con nhớ kiếp quá khứ sinh ra tại nước Câu Lưu Đại, làm con của trưởng giả, cùng các nô tỳ vào thành dạo chơi. Khi đó, con gặp được chúng tăng tại chỗ đầu đường ngã ba phân ra các ngõ, nhân dân người bố thí rất nhiều. Con liền tự nghĩ rằng, nguyện được của báo để cúng dường chúng tăng. Đó đúng là niềm vui lớn. Con liền mở châu ngọc đang đeo, dâng lên cúng dường chúng tăng. Chúng tăng đồng tâm chú nguyện, tâm con rất hoan hỷ. Sau đó từ giã ra đi. Do nhân duyên này, con mạng chung liền được sinh lên cõi trời Đao Lợi, làm vua trời Đế Thích, trải qua 91 kiếp thường xa lìa tám nạn. Tám nạn gồm: 1. Địa ngục, 2. Ngạ quỷ, 3. Súc sinh, 4. Sinh ra ở vùng biên địa, vùng sâu, vùng xa, vân vân, 5. Sinh lên cõi trời trường thọ, 6. Tuy được làm người mà bị mù, điếc, câm, ngọng, tay chân khuyết tật, chẳng thể nghe nhận, 7. Tuy được thân người, 6 căn đầy đủ, lành lợi thông minh theo thế gian, học các sách vở thế tục, tin theo tà kiến, cúng tế quỷ yêu hoặc sát sinh săn bắn, buông tâm phóng ý, lừa dối hư ngụy muôn điều, chẳng tin tam bảo. Từ đó, sau khi chết bị đọa vào địa ngục, từ sáng đi vào tối, không có ngày thoát ra. Khi được làm thân người, lại chẳng có lòng tin chân chánh, chẳng phụng thờ tam bảo. 8. Sinh ra trước khi Phật giáng sinh và sau khi Phật niết bàn. Bây giờ Đế Thích liền nói kệ rằng: Đức cao không có lỗi lầm, khai phước lấp bích nguồn họa. Thánh chúng sức định như thần, con trẻ phát tâm hoan hỷ. Học theo người thích cúng dường, mạng chung sinh trời Đao Lợi. Tự quy y Đức Thế Tôn, đời đời con nguyện thờ kính. Phật bảo Thiên Đế Thích và đại chúng: Hãy lắng nghe ta nói về những việc làm trong kiếp trước. Vào thời xa xưa, trong đời quá khứ,
ta sinh ra tại nước Ba La Nại. Chỗ gần bên đường lớn, ta xây dựng một nhà vệ sinh công cộng. Nhân dân trong thành nhờ vậy mà được nhẹ nhàng, mọi người đều cảm động. Do công đức này, ta sinh ra nơi nào cũng đều được chỗ sạch sẽ, nhiều kiếp hành đạo, uế nhiễm chẳng dính vào thân, công đức đầy đủ, liền được thành Phật, thân thể sáng như vàng ròng. Nước bụi chẳng dính, thức ăn tự tiêu hóa, không có bệnh đường ruột. Bây giờ, Thế Tôn liền nói kệ rằng: chịu nhơ bẩn siêng làm việc phước, ta làm sạch chỗ ở cho người, tạo nhà vệ sinh nơi tiện lợi, mọi người bức xúc được nhẹ nhàng. Hạnh này trừ được tâm kiêu mạn, do đó hiểu được duyên tử sinh, tiến lên tu thêm thành Phật đạo, thanh tịnh cao vút tự rỗng rang. Phật bảo trời Đế Thích: trong 96 thứ ngoại đạo, Phật Pháp rất là chân thật. Trong 96 loại tăng, tăng của Phật rất là chân chánh. Vì cớ sao? Bởi Như Lai từ vô số kiếp phát nguyện trung thực với sự thật, quên mạng sống để tích lũy phước đức. Nguyện vì chúng sinh đem đất nước, tài sản, vợ con, đầu mắt, máu thịt đều bố thí, không khởi tâm luyến tiếc. Tâm như hư không, tất cả các lời đều được che chở. Lục độ gồm bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Và tứ đẳng tâm gồm từ, bi, hỷ, xả. Các việc lành ta ban bố khắp, phước trí đầy đủ liền được thành Phật, sắc thân màu vàng tía, tướng tốt không gì sánh bằng. Quá khứ, vị lai, hiện tại, không đâu mà không thông suốt, tôn quý trong ba cõi, không ai có thể bì kịp. Lời nói ra được mọi người tin theo. Đạo đức thâm hậu, chấn động trời đất. Nếu có chúng sinh một lần phát tâm thành kính hướng về Như Lai, công đức còn vượt hơn được của báo bằng tam thiên đại thiên thế giới. Ta nói 37 phẩm trợ đạo, 12 bộ kinh, phân biệt tội phước, lời nói đều chí thành, mở dạy ba thừa, mọi người phụng hành. Người nghe hoan hỷ, thích làm sa môn, tin Phật làm theo lời dạy, tâm chí hướng đến chỗ thanh cao. Trong chúng tăng có tứ song bát bối, gồm 1. Tu Đà Hoàng hướng Tu Đà Hoàng, 2. Tư Đà Hàm hướng Tư Đà Hàm, 3. A Na Hàm hướng A Na Hàm, 4. A La Hán hướng A La Hán. 12 bậc hiền xả bỏ đời tham lam tranh đấu, dẫn đường thế gian mở ra phước báo, thông suốt đường trời người. Đó là nguồn gốc của chúng tăng vậy. Đấy là con đường tối tôn không gì hơn. Chư Phật, Bồ Tát, Duyên Giác ứng hợp với chân lý đều từ trong đó mà ra, giáo hóa tất cả, độ thoát quần sinh. Bây giờ, Phật nói như thế rồi, trời Đế Thích và toàn chúng đều phát tâm hướng về đạo vô thượng chánh chân, người được pháp nhãn thanh tịnh không thể tính kể. Khi ấy, A Nan quỳ gối chắp tay bạch Phật rằng: đây gọi là kinh gì? Chúng con làm sao phụng trì? Phật bảo A Nan: kinh này tên là Công Đức Ruộng Phước. Ông phải thường dâng theo thọ trì, hết lòng tuyên dương kinh này, chớ để cho suy giảm. Phật nói kinh này rồi, trời Đế Thích và các vị trời tùy tùng, tất cả hội chúng đều hoan hỷ, lễ Phật rồi lui ra. Dịch từ Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh quyển 16, hoàn tất trong mùa an cư năm 2007 tại Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng, Đà Lạt. Bố thí có lợi ích gì? 1. Người nghèo cùng không có uy thế. Kinh Đăng Chỉ ghi: người nghèo cùng giống như ở địa ngục,
không có chỗ nương tựa cậy nhờ, lòng buồn lo xốn sang hơn lửa đốt, nhan sắc suy tàn, mất vẻ uy dung, thân thể ốm yếu, đói khát bức bách, hai mắt lõm sâu, da bọc xương, gân mạch nổi lên, đầu tóc bù xù, tay chân teo tóp, da dẻ xanh xao, toàn thân nứt nẻ. Lại nữa, không có áo quần, phải lượm những vải xấu trong phân rác kết lại để mặc, nhưng chỉ đủ che thân, còn tay chân phải lộ, nằm trên rác bẩn, lại không có chiếu chăn. Người thân trông thấy cũng không nhận ra, lang thang khắp ngõ hẻm xin ăn như quả đói. Muốn đến nhà bạn bè quen thân xin ăn thì người gác cổng không cho, lén vào thì bị sỉ nhục. Chủ nhà ra thấy còn muốn đánh đập. Người ấy cúi đầu lạy lục xin tha, chủ nhà khinh miệt không thèm để ý. Giả sử được vào thì chủ nhà khinh rẻ, không muốn nói chuyện, cũng không mời ngồi, cho chút cơm thì ném vào trong bát, không đủ no lòng. Giả sử gặp đại hội, lần đến xin thức ăn thừa thì bị người khinh miệt không mời ngồi, trái lại còn xua đuổi. Người nghèo cùng giống như cây không có hoa, nên ông bướm chẳng vãng lai, như cỏ lá bị sương muối nên tàn tạ héo úa, như hồ cạn nước nên hồng nhạn không bay đến, như rừng bị thiêu đốt nên các loài hươu nai bỏ đi, như ruộng lúa đã gặt xong nên không có người đến nhặt. Ngày nay nghèo khổ, kể chuyện giàu sang ngày trước thì mọi người không tin, cho là nói khoác. Người nghèo cùng không biết về đâu, giống như cánh đồng bị thiêu rụi thành tro, không ai thích đến, như cây khô không bóng mát nên mọi người không muốn dừng chân, như lúa non bị sương mốc không thể thu hoạch, như rắn độc thường bị mọi người xa lánh, như thức ăn có độc chẳng ai dám nếm, như mồ hoang không người lui tới, như nhà xí chứa toàn phân tiểu, như kẻ giết người bị mọi người ghét bỏ. Người nghèo dù nói đúng, người khác cũng cho là sai, hoặc có làm điều tốt, mọi người cũng cho là xấu. Nếu làm nhanh thì người trách thô tháo, nếu thông thả thì bị người trách là làm cao. Giả sử khen ngợi thì người ta cho là vua nịnh, nếu không khen ngợi thì người ta cho là chê bai. Họ cho rằng người nghèo này thường không nói lời tốt, nếu có dạy ai điều gì thì người ta đều cho là hư dối, nếu giải thích đầy đủ thì người ta bảo là lắm lời, nếu im lặng thì bị cho là giấu lòng, nếu nói thẳng ra thì bị cho là thô thiển, nếu thỉnh ý người thì bị cho là nịnh hót, còn thường gần gũi thì bị cho là mê hoặc người, ngược lại thì bị cho là kiêu căng. Nếu thuận theo lời người thì bị cho là lấy lòng, còn không thuận theo thì bị nói là tự chuyên, nếu khuất phục theo thì bị mắng là hèn yếu, còn trái lại thì bị nói người nghèo mà còn cậy mình. Nếu cư xử phóng khoáng một chút thì bị cho là ngu si, không biết kiềm chế, tự thúc liễm thì nói là không biết liêm sĩ, dối cho là đoan chánh. Nếu vui quá trớn thì bị nói là lừa dối, ngông cuồng. Nếu buồn rầu thì bị cho là có lòng hiểm ác, không vui. Nếu nghe người nói có chỗ chưa rõ ràng, bèn muốn giải thích tường tận, thì bị cho rằng muốn dùng ngu thay trí, thật quá xấu hổ. Nếu im lặng thì bị cho rằng ngu si không biết lý lẽ. Có nói đùa một chút thì bị cho rằng không tin tội phúc. Nếu có xin điều gì thì bị nói không xứng đáng, không biết liêm sĩ. Nếu không xin thì bị cho rằng nay không xin nhưng sau đó lại mong được nhiều. Nếu trích dẫn lời trong kinh sách thì nói giả vờ thông minh, còn nói lời chất phác thì bị chê là ngu đần. Nếu nói sự thật trước công chúng lại bị bảo là nói càn. Nếu nói lời ngay thật ở nơi vắng lại bị cho là dèm pha. Nếu như mặc áo mới thì mọi người nói mượn để làm đẹp. Mặc y phục thô xấu thì bị chê là nghèo cùng khốn khổ. Nếu ăn nhiều thì bị cho là đói khát ham ăn,
Nếu ăn ít thì bị cho là trong bụng đói mà giả vờ trong sạch. Nếu nói kinh luận thì bị cho rằng khoe sự hiểu biết của mình để bày cái dốt của người. Còn nếu không nói kinh luận thì bị cho rằng ngu si, không biết gì, chỉ đáng chăn trâu. Nếu kể lại sự nghiệp ngày xưa thì bị cho là khoe khoang dối trá, còn im lặng thì bị nói là gia đình thấp hèn. Những người nghèo cùng, mọi hành động, nói năng, cử chỉ đều bị cho là lỗi lầm. Còn người giàu sang thì dù nói phi pháp cũng không mắc lỗi. Những hành động và việc làm của họ đều được cho là đúng. Người nghèo cùng giống như quỷ khởi thi, loài quỷ của Pháp Tỳ Đà La thường dùng. Theo Bồ Tát Giới Sớ, Tỳ Đà La là chú Pháp của Tây Trúc. Đọc chú ấy khiến cho thêm chết, đứng dậy sai đi giết người. Tất cả đều kinh sợ, gặp họ như gặp chứng bệnh khó chữa trị. Người nghèo như ở giữa đồng hoang, hiểm trở, không có cỏ nước, như rơi vào biển lớn, bị dòng nước mạnh nhận chìm, như bị nghẹn cổ không thở được, như mắt mờ không thấy đường đi, như chất dơ bám dày khó tẩy trừ, như oan gia tuy cùng ở chung nhưng không bỏ được tâm oán ghét, như giếng khô nóng bức, người rơi xuống đó thì không thở được, như bị lún vào bùn sâu không thể bước ra, như nước lũ từ núi dốc cuốn trôi và ngã đổ cây cối. Người nghèo cũng thế, lắm nỗi gian nan. Người giàu sang có uy đức lớn, dáng vẻ thông dong, tâm lượng rộng lớn, đầy đủ lễ nghi, hay sinh trí dũng, gia nghiệp hưng thịnh, quyến thuộc thuận hòa, tiếng tốt vang xa. Nhưng tất cả người đời cũng không nên tham đắm phú quý vinh hoa, được trời người tôn quý cũng không nên quá thích, phải biết nghèo hèn rất khổ sở. Muốn chấm dứt sự nghèo khổ thì không nên bỏng sẻn tham lam. Vì thế trong kinh ghi, nghèo cùng là nỗi khổ lớn nhất. 2. Bố thí như đem tiền của ra khỏi nhà cháy. Ví như nhà bị lửa cháy, người khôn ngoan biết rõ tình thế, lửa chưa đến kịp, gấp đem tài vật ra ngoài. Nhà tuy bị cháy hết mà tài vật vẫn còn, để sau làm nhà mới lại. Người ưa bố thí cũng như vậy, biết thân mong manh, tài vật vô thường, lo tu phước kịp thời, như từ trong lửa đem tài vật ra, đời sau được hưởng vui. Cũng như người kia còn sửa lại nghiệp nhà, phước tốt tự an vui. Người ngu si thì chỉ biết tiếc cái nhà, vội tìm cách cứu chữa, cuồng ngu mất trí, không lường thế lửa, gió mạnh cháy bừng, đất đá cháy xém, giữa tiếng ầm vang, hỏng hết mất sạch. Nhà đã không cứu được mà tài vật cũng mất hết, đói rét lo khổ suốt đời. Người có tâm tham tiếc cũng như vậy, không biết thân mạng vô thường, khó bảo toàn trong giây lát, mà lại cứ gom chứa giữ gìn luyến tiếc. Vô thường không hẹn, bỗng chốc chết mất, thân mình thành cát bụi, của cải không thể mang theo. Cũng như người ngu, lo khổ mất hết sinh kế. Lại nữa, người ưa bố thí, được người kính phục, như mặt trăng mới mọc, chẳng ai không ưa. Tiếng tốt danh lành đồn khắp thiên hạ, được người quy ngưỡng, mọi người đều tin. Người ưa bố thí được quý nhân tưởng nhớ, tiện nhân kính trọng, khi sắp mạng chung tâm không sợ hãi. Quả báo như vậy được trong đời này thí như trồng hoa, có quả lớn vô lượng là phước của đời sau. Trong vòng sinh tử luân chuyển, qua lại năm đường, không có người thân để có thể trông cậy, chỉ có phước bố thí hoặc sinh lên trời, trong loài người được quả báo thanh tịnh đều do bố thí. Voi ngựa súc sinh được nuôi nấng tốt cũng là do bố thí mà được. Đức của bố thí đưa đến giàu sang hoan lạc. Người trì giới thì được sinh lên trời, thiền trí tâm tịnh, không có nhiễm trước, thời được đạo niết bàn.
phước của bố thí là tư lương của đạo Niết Bàn. 3. Nhờ cúng tiền xây chùa nên nghiệp nặng chuyển thành nhẹ. Thuở xưa, có một lão hòa thượng phát tâm kiến tạo một ngôi chùa để cho tăng ni Phật tử có nơi tu học. Vì thế, Ngài đi hóa duyên khắp nơi. Hóa duyên trong Phật giáo hoàn toàn chẳng phải hình thức gõ cửa xin xỏ như hiện tại, mà chọn ra một nơi hoặc đến nhà tín chủ tụng kinh, tu tập hay thuyết pháp để cảm hóa mọi người, kết duyên lành với chúng sinh để cùng nhau chung lo Phật sự. Nhưng khi lão hòa thượng đến vùng đó, mặc dù Ngài lập đàn tràng tụng kinh niệm Phật rất trang nghiêm, miên mật, trải qua hơn 3 tháng ròng mà vẫn chưa có ai quan tâm đến. Bên cạnh chỗ hòa thượng tụng niệm, có một cậu bé đang ngồi bán bánh. Trông thấy lão hòa thượng khổ nhọc, cậu bé không đành lòng, tâm từ bi tự nhiên sinh khởi. Liền nghĩ, ôi lão hòa thượng nhọc nhằn quá rồi, ta nên đem bánh cúng dường Ngài. Thế là cậu đem toàn bộ số tiền bán bánh có được trong ngày dâng cúng cho lão hòa thượng. Người dân trong thị trấn nghe tin cậu bé bán bánh đã cúng dường hết số tiền, mọi người đều sinh lòng hổ thẹn, tự nhủ: cậu bé bán bánh còn biết phát tâm làm việc công đức, còn ta đây quá keo kiệt, lẽ nào ta lại thua cậu bé đó hay sao? Thế rồi, một đồng 10, 10 đồng 100, anh này bố thí, chị kia cúng tiền, trong giây lát thì số tiền dự trù xây chùa gần đủ. Lão hòa thượng thập phần cảm kích cậu bé. Ngài nói: tiểu bằng hữu, cháu hôm nay phát tâm làm việc đại công đức, đây là bậc đại hộ pháp của chùa chúng tôi. Trong tương lai, nếu có gặp khó khăn, cháu nên đến chùa tìm gặp ta nhé. Cậu bé gật đầu, lòng rất vui vẻ đi về. Không ngờ khi về đến nhà, do không nộp tiền bán bánh lên ông chủ, nên liền bị chửi mắng một trận. Qua hôm sau bị đuổi việc. Khi ấy, cậu đi tìm việc làm khác nhưng không được, nên từ đó ngày ngày sống lang thang ngoài đường. Cuối cùng lâm vào cảnh ăn xin. Không chỉ 3 bữa ăn không đủ no, mà còn bị sự túng thiếu, bệnh tật bức bách. Trên đầu sinh ra bệnh ghẻ chóc, còn mắt bị mù. Giờ đây, ngay cả việc xin ăn cũng rất khó khăn, thật là cùng đường bí lối. Đang không biết đi về đâu, thì bỗng dưng cậu nhớ lại lời của vị hòa thượng. Trong chỗ bế tắc chợt lóe lên niềm hy vọng, cậu liền lê từng bước tìm đến tự viện. Lão hòa thượng là bậc tu hành đắc đạo, đã chứng được tam minh lục thông. Ngài biết vị ăn xin nhỏ tuổi tìm đến chùa mình cầu giúp đỡ, nên ngay ngày hôm đó họp đại chúng lại dặn dò: hôm nay có vị đại hộ pháp của bổn tự sắp đến, mọi người hãy mở cổng sơn môn đón tiếp, chớ để sơ suất. Vị tri sự nghe lão hòa thượng nói hoàn toàn mù tịch không hiểu, trong chúng cũng không rõ ai là đại hộ pháp sẽ đến, nhưng trong cử chỉ của hòa thượng hoàn toàn không nói đùa. Vì thế mọi người cùng hỏi người sắp đến rốt cuộc là ai. Lão hòa thượng phất tay áo và nói rất trang trọng: nhất định, chắc chắn có người sẽ đến đây. Qua ngày thứ hai, mọi người lại quét dọn điện chùa chờ đợi, nhưng đến xế chiều vẫn không trông thấy vị đại hộ pháp nào đến. Lão hòa thượng cho gọi vị tri khách vào hỏi. Tri khách đáp một cách rất nghi hoặc: hoàn toàn không có vị đại hộ pháp nào quang lâm. Lão hòa thượng nghiêm túc gạn hỏi: lẽ nào hôm nay chẳng có một người nào đến? Không có người nào ạ, chỉ có một cậu bé ăn xin mù lòa thôi. Cậu đến xin vào chùa, nhưng con sợ làm hỏng cuộc lễ đón khách, cho nên con cho cậu mấy cái bánh và đuổi cậu đi rồi. Lão hòa thượng hai mắt sáng lên, bèn lớn tiếng bảo: đúng rồi, người đó chính là đại hộ pháp của chùa chúng ta. Các ông phải đuổi theo nhanh lên, nhanh lên, gấp mời đại hộ pháp của chùa chúng ta về. Vị tri khách nghe nói kinh ngạc, vẻ mặt lúng túng, không dám trái lời của lão hòa thượng,
lập tức xuống núi đuổi theo. May thay cậu bị mù nên đi đứng chậm chạp. Không lâu thì vị tri khách đuổi kịp, liền đón cậu về chùa, kính cẩn chiêu đãi, chăm sóc mọi thứ. Và từ đó giữ cậu ở lại trong chùa bảo dưỡng. Nào ngờ vào một đêm cậu đi vào nhà vệ sinh, sẩy chân chết đuối dưới hầm cầu. Tin tức đó truyền đi, rất nhiều người hay biết và tỏ thái độ bất bình về cậu. Các ông thử nói xem, trên đời này đâu có nhân quả báo ứng gì. Cậu bé đó lâu nay bán bánh kiếm sống, ngày qua tháng lại tốt lành. Rồi một hôm, khư khư làm theo việc công đức đó, để rồi đưa đến vận xấu. Trước tiên là bị đuổi việc, làm ăn xin, rồi bị mù mắt. Sau đó khó mà sinh hoạt an ổn ở trong chùa, dẫn đến rơi xuống hầm cầu mà chết. Các ông thử nói xem, trên đời này đâu có nhân quả gì. Lời bàn tán càng xôn xao, cuối cùng thì truyền đến tai hòa thượng. Ngài liền họp đại chúng chỉ dạy, dẫn các sự kiện nói rõ gốc ngọn nhân quả ba đời của việc này. Cậu bé này, y cứ theo nghiệp báo đời quá khứ, cậu phải chịu khổ ba đời. Đời thứ nhất, phải chịu quả báo cùng khổ và trên đầu bị bệnh ghẻ lở. Đời thứ hai, bị mù không thấy đường. Đời thứ ba, bị rơi vào hầm cầu chết đuối. Bởi do cậu ta nhất niệm từ bi, phát tâm làm việc đại công đức, cho nên tội nghiệp trong ba đời rút ngắn lại, chỉ trả quả báo trong một đời hiện tại này. Sự dày vò hành hạ đau khổ giảm bớt đi hai đời. Hiện tại cậu ta đã siêu sinh về cõi trời. Nhân quả đều từ thân hiển bày rõ ràng trước mắt, làm sao nói không có nhân quả báo ứng. Bà con nghe được, ai nấy đều vô cùng cảm động, cảm nhận sâu sắc về sự không thể nghĩ bàn của nhân và quả trong ba đời. Trong kinh có bài kệ: trải qua trăm ngàn kiếp, nghiệp đã tạo không mất, khi nhân duyên hội đủ, quả báo phải tự chịu. Trong Phật giáo có bài kệ: thịt ta và chúng sinh, tên khác thể lại đồng, vốn cùng một chủng tánh, chỉ là khác hình dạng. Phiền não mặc ai chịu, ngọt béo dành riêng mình. Chớ bảo diêm dương phán, tự mình xét thế nào. Có một bài thơ: khuyên anh chớ bắt chim mùa xuân, con ở trong ổ mong mẹ về. Muốn biết thế gian kiếp đao binh, nửa đêm tiếng kêu lò giết mổ. Kệ 10 quả báo. Người sống thọ do tâm thường khởi từ bi, người chết yểu do thân hay tạo nghiệp sát, người xinh đẹp do tâm nhu hòa nhẫn nhục, người nghèo thiếu do tâm thường bỏn sẻn, người quyền quý do thân tâm kính thành, người thấp hèn do tâm khinh khi ngạo mạn, người câm ngọng do thường nói dèm pha, người đuôi điếc do tâm chẳng tin kính tam bảo, người thân căn khuyết tật do tà hạnh phá giới, người thân căn đầy đủ do nghiêm trì giới luật. Ở thị trấn Tịch Chỉ có pháp sư Từ Hàng nhục thân không hoại. Trước khi viên tịch, Ngài có làm bài kệ: xin khuyên tất cả đại chúng, luôn luôn phản tỉnh là chính. Hành vi tâm niệm mỗi ngày, kiểm điểm công tội nhiều ít. Chỉ cần tự tâm an ổn, đông tây nam bắc đều tốt. Nếu như một người chưa độ, quyết không giải thoát một mình. Pháp tánh xưa nay rỗng lặng, nhân quả mảy tơ không sót. Tự làm thì phải nhận chịu, có ai thế mình được đâu. Đạo tràng thủy nguyệt không hoa, nơi nơi luôn luôn dựng lập. Mong anh rộng kết duyên lành, nên sớm độ mình độ người. 4. Hiện tại có phước chớ nên hưởng hết.
Người hiện tại có nhiều phước báo, phải biết tu tập thêm các nghiệp lành để tương lai không bị nghèo cùng khi hưởng hết phước. Xưa kia, có hai cô gái được người bạn biếu tặng cho những trái cây thơm ngon. Cô thứ nhất ăn xong dứt bỏ hột. Cô thứ hai ăn xong thì giữ hạt lại, đem gieo vào đất tốt, chăm sóc, tưới nước đầy đủ. Cây dần lớn lên, ra hoa, kết quả. Cô lại được trái cây ngon để ăn. Cũng vậy, người thế gian đã có phước báo mà lại biết gieo trồng thêm, thì đời sau càng gặp được nhiều phước lành. Người dứt bỏ hạt giống như người không biết tạo thêm nghiệp lành, hưởng hết phước, sẽ sinh vào chỗ bần cùng. 5. Làm lành ít được quả báo nhiều. Hễ có tạo nhân thì sẽ có quả báo. Hiện tại làm lành có khi đến kiếp sau mới có kết quả, vượt quá những gì mình mong đợi. Do đó phải vững lòng tin để siêng năng tu tập nghiệp lành. Xưa kia, có vị vua bệnh nặng sắp chết, các lương y tài giỏi trong nước đều bó tay. Lúc ấy, có một vị lương y từ vùng xa đi đến trị lành bệnh vua. Vua rất vui mừng, thầm suy nghĩ: ta được lương y này cứu mạng, bây giờ phải đền đáp thật trọng hậu cho ông ấy, nhưng đừng cho ông ta biết trước. Nghĩ xong, liền nói riêng với vị cận thần: ông hãy mang nhiều tài vật đến nhà của lương y này, xây cất cao ốc, sắm đủ mọi vật cần thiết cho cuộc sống như ruộng, vườn, trâu, dê, xe cộ, tôi tớ, vân vân. Làm xong mọi việc, vua bảo lương y về nhà mà không biếu cho vật gì, nên trong lòng lương y không được vui vẻ. Khi về đến nhà, lương y thấy nhà mình giống như cung điện cõi trời, cô vợ đeo vàng ngọc đầy người, ăn mặc như hoàng hậu. Ngạc nhiên, ông hỏi vợ: sao bà được giàu sang như thế? Vợ đáp: ông không biết sao, do ông trị hết bệnh của vua nên ngài tạ ân như thế. Nghe xong, người chồng rất vui mừng rồi suy nghĩ: đức vua thật có đức, biết tri ân báo ân hơn nhiều so với những gì ta mong đợi. Vì ta cạn cợt, lúc đầu ngài không biếu gì cho ta, nên bây giờ trong lòng ta thật ân hận. Lấy chuyện này để ví dụ: lương y dụ cho nghiệp lành, vua không cho gì, dụ cho hiện tại chưa có quả báo. Đi về nhà giống như sang đời sau được quả báo giàu sang cõi trời. 6. Bố thí hai đồng được làm hoàng hậu. Đối với việc bố thí, quan trọng nhất là tâm tính thành. Cô gái cúng dường chư tăng chỉ có hai đồng tiền mà quả báo vô lượng. Kinh Tạp Bảo Tạng ghi: thuở xưa, có nhiều vị tăng trụ trong núi Kỳ Xà Quật. Mọi người khắp nơi nghe được đem vật thực cúng dường. Có một cô gái nghèo ăn xin, thấy các trưởng giả chở vật thực lên núi cúng dường, cô liền nghĩ: ở đây chắc có pháp hội bố thí, ta nên đến đó xin ăn. Cô liền đi vào núi, thấy các trưởng giả chở đủ loại thực phẩm cúng dường chư tăng, cô lại nghĩ: các vị ấy đời trước tu phước nên được giàu sang, nay lại tạo thêm sẽ càng giàu hơn. Đời trước ta không tu phước nên nghèo khổ, nếu bây giờ không tạo, tương lai sẽ càng nghèo khổ hơn. Nghĩ rồi, cô liền khóc. Trước đó, cô có nhặt được hai đồng tiền trong đống rác, cất giữ cẩn thận, phòng khi xin không được thì dùng mua thức ăn. Nhưng nay thấy vậy, cô bèn suy nghĩ: ta nên nhịn một hai ngày, dùng số tiền này cúng dường chư tăng. Chờ chư tăng thọ trai xong, cô đến cúng dường. Vị tăng Duy Na muốn chú nguyện cho cô, nhưng vị thượng tọa không cho mà đích thân chú nguyện, lại còn sớt thức ăn cho cô gái nghèo ấy. Mọi người thấy vậy
cũng mang thức ăn đến cho cô. Cô gái nghèo rất vui mừng nói: "Ta đã được phước." Nói rồi cô mang thức ăn đến dưới một tàn cây, ăn xong nằm nghỉ ở đó. Nhờ phước bố thí chiều cảm nên có mây màu vàng che phủ phía trên người cô. Bấy giờ, gặp lúc hoàng hậu vừa qua đời được 7 ngày, vua bèn cho người đi tìm xem ai có đủ phước đức xứng đáng kế vị hoàng hậu. Sứ thần cùng thầy tướng đi tìm, ngang qua cây ấy, khi thấy cô gái, thầy tướng liền đoán: "Cô gái này đầy đủ phước đức, xứng đáng làm hoàng hậu." Sứ thần liền lấy nước thơm cho cô gái tắm gội, rồi cho mặc y phục phu nhân, tất cả đều vừa vặn. Thế rồi, các quan dùng nghìn vạn cổ xe chở cô gái về cung. Vua trông thấy rất hoan hỷ và yêu quý. Một thời gian sau, hoàng hậu suy nghĩ: "Ta được phước báo này là nhờ trước đó cúng dường chư tăng 2 đồng tiền, vì thế ta mang ơn chư tăng rất nhiều." Nghĩ rồi hoàng hậu tâu: "Trước kia thần thiếp rất nghèo hèn, nhờ bệ hạ thương tưởng cho kế vị hoàng hậu. Xin bệ hạ cho thiếp đến chùa cúng dường để báo ơn đức chư tăng." Vua nói: "Tùy ý nàng." Hoàng hậu liền cho xe chở thực phẩm, các thứ châu báu đến chùa cúng dường. Thượng tọa bảo vị Duy Na, chức vụ quản lý, điều hành và lo liệu các việc của đại chúng trong chùa, chú nguyện. Phu nhân nghĩ: "Trước đây ta chỉ cúng dường 2 đồng tiền mà lại được ngài chú nguyện. Nay ta chở cả xe trân bảo đến lại không được ngài chú nguyện." Các tỳ kheo trẻ cũng hiềm trách việc này. Bấy giờ thượng tọa nói với phu nhân: "Phu nhân có ý trách ta khi phu nhân cúng 2 đồng tiền mà ta đích thân đến chú nguyện, còn nay chở cả xe trân bảo đến lại không được ta chú nguyện. Trong Phật Pháp chỉ quý tâm thiện chứ không quý trân bảo. Lúc trước phu nhân cúng 2 đồng tiền nhưng tâm thiện rất lớn. Nay cúng vô số trân bảo nhưng khởi tâm ngã mạn cống cao. Do đó ta không chú nguyện. Các tỳ kheo trẻ cũng chớ trách ta." Các tỳ kheo nghe nói rất hổ thẹn, liền tỉnh ngộ và đều chứng quả Tu Đà Hoàn. Phu nhân nghe pháp xong rất hổ thẹn, cũng tỉnh ngộ và chứng quả Tu Đà Hoàn.